con em không lấy cần các đứa mò lên chỉ nó nặng mụn sai sai vậy mà nó ăn thuận đó ừ. Cá thuận ở đây nè hậu hậu cá điều cò à Hiền cái em có cái giỏ để mang đồ không túi túi mà vừa rồi em đưa nhà màu đen đen gì đó phải không thấy dễ mang đồ đúng không nhìn cũng dễ thương phải không ta có ở đây không ừ chị đưa chị coi thử được không chị đem đi mang đi xe gồm cho không khỏe chứ đi có một ngày văng vô ly nhịn tiểu hiểu không? Đi có một ngày văng vô ly nó xô xô cái hiệu thà mình đem đồ ví dụ như đồ giờ hậu giờ đồ thì vô ly đồ cho ấy hồi trước là chị phải mang vô ly vì chị thê đồ đem theo còn cái này mình đi hội nghị thì đơn giản mang cái áo khoác cái vest xong có cái bạn ủi đây không thì bạn ủi còn ở đây không thì đem về rồi tối nay về trơn còn mũi
tội nghiệp. Nãy vô đầu tiên được rồi. Quay mất cái mũi đi. Nhớ thì nó đã khác rồi. Mà chị Ngơ cái bây giờ mày vô cái họ coi mấy khúc đầu giờ đi ra không? Lũ gì vậy?